Kính thưa cộng đoàn, cùng một kiếp người, người hạnh phúc cũng có người mang những nỗi bất hạnh và khổ đau. Nếu đừng yêu thương mời mọi người ghé thăm những mảnh đời bất hạnh và khó khăn, mong sẽ có những tấm lòng hảo tâm, rộng tay giúp đỡ. Bà, thầy có hai cha với đi, hai sơ với thầy chưa đi đóng cửa về cho bà cơm được. Chào bà nha. Đóng cửa về cho bà ăn cơm. Ồ vậy à. Khổ thân bà nha. Ồ vậy à. Còn không nói mình thằng thành cháu để đi tu bỏ sở nhà chú về. Còn hai thằng con thì chết ngéo nghe khổ con một con thức. Năm con thằng thần con đang nghe cái bài nó đang hát con đường nào cứ làm đi qua. Vậy là con đường nào Chúa đã đi qua rồi, bây giờ bà đi tiếp tục cái con đường mà Chúa đã đi qua nha. Vâng. Vâng. Qua con đường giống Chúa, con đường dần ra. Thế là bây giờ còn có một mình thôi. Còn có mình con đã đi qua. Hay là mấy đứa con đã mất hết rồi à? Hai đứa còn một. Bố kỳ thì cái thằng Thanh mà bỏ về đang trong Sài Gòn đó. Bữa vừa rồi cha đi kẻ liệt cho con đây này. Cha thương con, cha kẻ liệt cho con, cha ra cho con bánh. Mấy bà mới ốm dậy. Bánh kẹo. Mới ốm dậy à? Mấy tháng này. Không phải là bỏ về đâu mà thấy thương mẹ. Bà lấy cái sờ ở trong bà lặng rồi cả. Bữa vừa rồi tướng chết ra mua cá hương bó hương làm gì đấy. Không phải lo đâu, không phải lo hương khói hương này cứ sống đi đừng có lo chết nha. Nếu mà chết thì người sống người ta mua hương chứ sao mình là mua hương cho mình. Con xin cha tha tội cho con, vừa rồi Tết mà cha đi trượt đi thì con kêu thầy cháu quyết thầy quyết con. Trượt rồi trượt nào cha đi ngang qua mới đóng kín cửa rồi. Trượt. Con kêu thầy quyết cho con, thầy quyết sao mà bỏ con đi mà bỏ con trượt đi thì. Trượt đâu đúng bảo đóng cửa không? Không phải trượt. Không phải trượt đâu, cha phó không phải trượt đâu, từ tại là bà đóng cửa. Cha thường đây là cháu của cái ông già với con này, ông dài này. Ông dài. Con nhà con chết rồi, còn cháu nó đang nuôi bốn đứa con, còn đứa con chồng đang nuôi. Thanh Hóa cơ mà. Cha thường trên đúng rồi, đúng rồi. Ở trong ban từ thiện bác ái này. Con biết rồi. Bà biết nhiều thứ nhờ. Bà biết nhiều thứ vậy thì bà cầu nguyện cho các cha các sơ nhá. Chú từ con cầu nguyện để cho đi qua được cái con đường của Chúa nhá. Kẻ tội lỗi cho nên chỗ nào con cũng đi lễ. Vâng. Chỗ nào con cứ tìm đi. Trong bà làng nằm quay lễ cho các thích cả du xe nằm quay trong bà làng con đi. Thôi bây giờ mình có tuổi rồi thì mình nhớ nhà mình cầu nguyện đi lễ nhá. Với đi lễ đi nhà thờ. Thôi bà ơi, hôm nay là các cha các sơ đến thăm bà nhá. Đây có quà cho bà đây này. Đó. Chúa mẹ ban ơn cho các cha. Xin Chúa anh thần ban ơn sức mạnh cho các cha mà dìu dắt các con trên đường ấy nhà đúng chính. Đang có nhận quà không? Con thì có nhận quà không? Ơn hai cha rồi con đội ơn các hai sơ nha. Rồi. Nhiều đây, nha. Đây. Vâng. Có hai đồng cho bà nhá. Vâng. Hai cái đồng này là hai cái mệnh giá lớn nhất, cho chọn mệnh giá lớn nhất gửi cho bà nhá. Vâng. Đây là 1 triệu đồng nhá. Vâng. Ừ, con cảm ơn hai cha, con cảm ơn hai sư nhiều nhá. Tôi đóng chùm đây này, ông dẫn đến là nhá. Ông chùm nhá. Ông chùm. Ông chùm. Vậy bà là xui ra với là ông dai à?
Vâng, con chui ra với ông dạy này. Ông cũng mất rồi mà, mất rồi. Con nhà con cũng mất, con nhà con nó để bốn đứa con lại cho cháu. Hôm nữa cháu có về cho thắp hương hôm đó rồi. Vâng, 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 vâng. Thôi bà nghỉ ngơi nhá. Vâng, con cảm ơn hai cha nhiều vâng, nhá. Vâng, vâng. Với lại hai sơ nhiều lắm lắm nha. Vâng, vâng, vâng. 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 Vâng, bật điện không? Tối thế này. Vâng ạ. Đây anh này là bị bệnh nhà. Anh bị nhà con thì gặp kinh co giật ạ. Kinh co giật. Kinh co giật. Anh đang điều trị giá thì nhà có, hết có điện không? Có điện không? Điện thì có này. Và không có điện. Điện đây nhưng mà tối. Ô điện tối lắm. Ừ. Thôi 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 được rồi được rồi. Được. Thôi không sao, có giật. Đang bị lên cơn. Đang cơn giật. Cũng hỏi thăm về cái anh này rất kỹ, các bác sĩ điều trị ấy. Bảo đang điều trị thì gia đình không có tiền nên là xin ngừng. Nếu mà được điều trị thêm một đợt nữa thì... Không sao. Đợt nữa thì anh sẽ khói và sẽ đỡ. Mới điều trị được một ít thôi, thì cũng đã khá lắm rồi. Bác sĩ Thanh bên Đông Y gia truyền mà ông tiến triển rất là khá. Do một chị nuôi bốn miệng ăn không cáng đáng được nên phải đưa anh về. Rất hiền lành mà hôm 3 tháng 12 anh la mấy đứa con đi nhỉ. Đây vợ lên bóp cho anh á, không có bỏ giày ra. Anh này chỉ cần chị đấm ngực cho anh bỏ vào đấy, thiếu máu lên não, thiếu máu nuôi tim. Cái trường hợp này trường hợp này là cần thuốc trợ não, bổ não nó được. Trợ não, bổ não là anh được một đợt mà 6 tháng, một tháng thôi. Tôi chỉ biết để cho anh rửa vậy thôi. Bỏ bổ vào mọi người cho anh. Bỏ cho tim á, để cho tim nó co bóp, cho máu lên. Lúc anh giật anh lại gần không làm chị được luôn á. Vậy à? Tại còn yếu á. Nó còn phải lắng mồm, nó còn phải la mẹ con chạy sang để kêu anh trai ở ngoài kia không? Vậy à? Chạy giật ngã, chết hết cả người. Không còn mặt rồi, cúng cầu mà. Nước cái mặt rồi xuống đường rồi. Bây giờ lại đang cái răng có từ từ xe máy rồi. Thôi để cho anh làm xuống cũng được, để cho anh làm xuống. Thôi được, cứ để cho anh tự làm. Mình điều trị mấy ngày rồi không? Dạ vâng ạ, ngừng điều trị phải đến 20 ngày này. Tại sao ngừng điều trị? Không có tiền. Tại thật sự là con nói cha cũng không có tiền. Không có tiền. Thêm mấy trăm mới thì có phải mấy hết rồi. Cái đẹp lên đó. Thì một mình con đi làm phụ bên quán á. Tháng cũng được có 3-4 triệu bạc thôi mà. Hai đứa con này con ăn học mà. Chứ anh thì đến nhà đi làm mới chỉ là con. Một mình con thật sự con gánh không nổi luôn á. Đây là chị Duyên này, chị Duyên đây là cái gì, thư ký hay là... Dạ, con là của... phó bộ ban. Phó, chị Duyên đây là phó của câu lạc bộ khuyết tật Thọ Xuân. Thì gia đình bản thân của chị Duyên cũng là khuyết tật. Mà bây giờ nuôi một người chồng đây thì bệnh tật như vậy đó. Không làm được cái gì cả. Rồi hai đứa con, rồi một mẹ già. Đó là một mình chị. Điểm giật thì như chân là chân gỗ. Ồ, lại còn chân vậy này nha. Đó. Mình chị là chạy bưng bê cà phê, rửa bát, làm quán phở, đủ. Đó thì chân là chân giá. Đúng rồi, bây giờ chị một chân mà chống đỡ cho cả một cái gia đình 5 người. Một mẹ già, một người chồng bị bệnh tật, hai đứa con. Rồi đang đi điều trị thì phải dừng bởi vì không có tiền. Đúng không nhỉ? Dạ. Vâng.
Chị Duyên đi làm bên quán cà phê à? Dạ vâng, con đi phụ rửa cốc chén cho họ. Rửa cốc chén, cốc chén cho họ. Đây trường hợp này là cha Hùng đây là đồng hành đây này. Vâng. Cha cũng phải thăm và được biết tình độ điều trị ấy. Vâng. Chị trên đường chở anh về chúng trời tối. Vâng. Anh bị hoảng loạn rồi là nằm xuống bờ rồi. Ôi. Thôi cắt cái đèn đi, cắt đèn. Cũng đã phi cả xuống ruộng rồi chị phải gọi ô tô trở về. À. Về đến nhà thì anh chạy ra sau rồi phi cả xuống cống. Phi cả xuống mương rồi sau đó. Trời đêm mà không phi xuống cái mương ấy là mương từ một năm nay không chạy ạ. Vâng. Bùn đất không luôn. Mà lôi lên thì đúng là cả gia đình người mơ sợ với thì cũng hơi cũng thôi cả. Cha mới làm tăng rồi. Rất khổ nha. Cần điều trị ngay. Sao một mình Duyên thì thấy làm sao khi gia đình như vậy? Thật sự là nhiều lúc con rất mệt mỏi. Nhưng mà con một thôi thì Chúa định cho con sao thì con chịu vậy. Mà Chúa cũng thương là Chúa ban cho con được hai đứa con cũng nói thật là rất ngoan và rất giỏi ạ. Vậy à? Dạ vâng. Nên là con thật sự là con cũng cảm ơn Chúa vì đã ban cho con được hai đứa con như vậy. Còn mọi sự thì thôi thì con xin phó thác hết thôi chứ. Xin phó thác nha. Anh cứ co giật. Người ta thường người ta co giật lúc một lúc thôi mà anh là co giật nãy giờ mà không nói nha. Cô hôm là xung quanh cái nhà cứ rất là lăn. Lăn từ ngoài kia, lăn ra đằng sau rồi lại lăn từ đằng sau về đằng trước kia. Vậy à? Mà để chứ giờ là cái mẹ con cứ đứng te thôi. Cứ đứng rồi dẫu rồi là nó lăn đến mô. Nên là phải dọn muộn hết trong nhà đi rồi cứ lăn giữa. Cái đầu. Đứa vợ thì có phải là lành lặn đâu, chân này chân giá này chân gỗ đây này. Người lắm một mấy cái hùng kinh cô. Nhưng mà cha Hùng nói chuyện bác sĩ là bảo là một khoán một tháng nữa gì? Một tháng điều trị. Một tháng điều trị mà có thể. Điều trị mà chị bác sĩ thì cho gia đình không lấy tiền công, lấy tiền thuốc. Tiền thuốc. Cũng là thuốc. Rồi thì hôm nay thì cứ bình tĩnh nhá, cứ bình thường lại đi, đừng gồng người lên nhá, đừng thả lỏng người ra. Không biết cái gì nữa. Trở qua đưa nồi cơm sang để nấu, đổ nước cứ đứng ngoáy rồi chả. Này nhưng mà đừng có để cho anh nấu nước, nấu cái gì đó. Cắm cơm mà lúc đi làm đấy, đi làm thì cắm cơm. Chứ không có nguy hiểm đó, nấu vô bếp rồi thì chết rồi. Cứ ăn bên nhà thôi, không để tôi nấu. Con đi làm con cứ phải tranh thủ, con xin chị chủ là cứ cho con 15 mai thuốc con chạy về. Chạy về thôi. Cứ 10 giờ là con lại phải đi đón hai cháu về, rồi con lại sang con làm nốt cho họ. 11 giờ con lại đi về. Chỉ da bọc xương không? Người thì da bọc xương, người chân thì chân giá. Thật sự là con còn đúng 38 cân mà. Mấy hôm mô mà làm mệt mà nhiều nó lại xuống 36 cân. Thế con thấy cuộc đời của con nó như thế nào? Thật sự là cha con rất vất vả luôn á, con thấy khổ lắm. Khổ nhỉ? Nhưng mà thật sự nhiều lúc con nhìn thấy khác đang khổ hơn con. Đang khổ hơn con. Dạ, vâng. Tại từ cái ngày mà con vào trong hội khuyết tật á, thì con được gặp với nhiều người trong hội á. Thì con bảo như gì là Chúa đang còn thương con và hơn nhiều người khác. Đó. Thì ở nhà tranh ở đây nó khổ. Nhà tranh con mưa nước tràn qua nhà. Được con để cho bác Tân mắc nước cũng thương hoàn cảnh con nên bác cũng xin hỗ trợ chứ. Đây là tiền làm nhà đấy chứ. Đây là tiền cha xứ với lại hội lòng thương xót làm cho cái nhà này. Còn thật sự mà nếu mà để hai vợ chồng con thì chắc là con không không bao giờ đúng cỡ như cái túp lời tranh vậy thôi. Lời tranh ngày trước con phải mưa là hai vợ chồng phải hấm chậu lắm luôn, có không có chỗ ở. Khổ thật đấy nhỉ, đấy, Chúa tôi. Tôi đi tiêm vaccine về, người ta đau người sốt, người ta được nghỉ, chỉ là vẫn phải. Con gọi là đi tiêm ở trên trạm về 9 giờ là con phải sáng bên quán con làm luôn, không có thời gian nghỉ luôn. Thơm còn bữa chứ anh chị không nghỉ lên 30 phút ông thời gian một đồng một nghỉ. Thôi thì hôm nay á thì cha đến thăm nhá. Dạ. Cha đến thăm có cha với cha Hùng này là bên Caritas của Thanh Hóa đến thăm, có quà cho gia đình nhá. Dạ. Có đó. Được thôi để đó thôi để bên đó thôi nhá. Rồi có quà cho gia đình của con nhá. Dạ, vâng. Với lại đây thì cha biết là
cha nghe cha Hùng nói thì chồng con đi chữa bệnh nhưng mà lại không có tiền để mà cái đầu giật dài nha. Hay là thấy các cha đến mà giật dài nha. Chào các cha đó. Đang chắc là đang muốn ngồi dậy chào các cha đấy nhưng mà không ngồi được, không dậy được. Không dậy lắm mà không dậy. Cắt cái này đi. Cắt cái này. Vâng, con cũng có cái này là mới nhưng mà ở quân mà không bao giờ mà con nghĩ lại thứ bảy chủ nhật luôn. Đi làm sao mặc dù thí dụ như ngày trước xin vì đường hoa. Đường hoa năm câu đấy cha bà. Cáo gọi nhà quân á. Trời ơi. Cáo gọi nhà quân của mình là có bao giờ mà đang đường hoa là đang quay không? Không, cái quân là chị chịu gì đó. Cái hồi đó là chưa bị ạ. Vâng. Cháu quân nó chỉ 2 năm nay thôi. Vâng. Còn trước là đi làm xa mấy xa. Thì hôm nay cha Hùng này bên tài tác Thanh Hóa ông Tân nữa nhé. Dạ. Đến vì cha cũng nghe nói là cha Hùng nói là gia đình chồng con đang bị bệnh mà không có tiền. Dạ. Nên là không chữa được thì hôm nay thì các cha có 10 triệu cho gia đình của con nhé. Dạ vâng ạ. Đây 10 triệu đây để giúp cho anh đi chữa bệnh, dạ, cho khỏi bệnh đi nhé. Dạ vâng ạ. Rồi đây là cái số tiền của các ân nhân của tài tác Thanh Hóa. Giúp cho gia đình của con nha. Dạ vâng ạ. Thấy thương quá đi. Cảm ơn cha, vâng. Cảm ơn cha Hùng, cảm ơn bác Tân nhiều lắm. Đây là 10 triệu của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa nhé. Dạ vâng, con cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình con trong những lúc khó khăn này ạ. Cha thấy là cái gia đình của con như vậy là khổ nhất trên đời này ở đó, nhưng mà con thì con thấy là nhiều người còn khổ hơn mình đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, trong câu lạc bộ với khuyết tật của Thọ Xuân á, dạ. Thì nhiều người còn khổ hơn. Dạ vâng. Cho nên là thôi thì mình trông lên thì phải trông xuống nhá, để mình có động lực để mình phấn đấu mình vươn lên nhá. Vâng ạ. Rồi thì có cha Hùng đó là luôn đồng hành cùng với hội nhé, đồng hành với gia đình nhé. Dạ, cha báo lại với trưởng ban Caritas, cha cùng với các ân nhân sẽ giúp đỡ gia đình của mọi người để cha đồng hành ở đây mà trưởng ban tới đây cha sẽ lên thường xuyên. Dạ vâng ạ. Người bệnh rất là đau đớn. Đây cũng được tạ ơn Chúa, đó là cha Hùng là cũng biết về ngành y nên cho nên là các cái này là cha thông cha biết được. Thôi một lần nữa xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi để chúng tôi có điều kiện để đến thăm những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giống như gia đình của chị Duyên ở đây. Nhìn thấy thương lắm thôi nhưng mà bàn tay trái tim thì quá lớn nhưng mà bàn tay thì rất là nhỏ cho nên là cũng chỉ có giúp đỡ cho được như vậy. Thì cầu xin Chúa cho nhiều những người ân nhân, những hảo tâm để giúp đỡ cho gia đình của chị Duyên đây cũng như là cho những gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn. Rồi từ hôm gặp cha Hùng thì thấy làm sao? Dạ con thấy cha Hùng là rất chi là quan tâm đến con cũng giống như cha để quan tâm đến chúng con từ trước đến nay. Cha thì cha không có quan tâm được đủ đâu bởi vì cha còn nhiều những cái mảnh đời nó bất hạnh khác nữa thì cho nên là bây giờ cha cần phải có cha Hùng ở bên cạnh đây đồng hành đó để rồi cha Hùng có thể quan tâm hơn đến nhiều công việc nhiều hơn cái khác ở đâu đó. Đó là ở bên khách sạn gọi quân đi họp đi hành chứ ở nhà lại hướng chồng cho quân đi. Có bữa đáng lẽ mà thí dụ như đi hôm nay mai về nhưng mà quân không được phép vẫn lại là phải về luôn. Đến tối lại phải về. Hôm mà con đi ra Hà Nội ra cái chỗ trung tâm khuyết tật dạy nghề của Hà Nội đó, con định ra đây đi xem khảo sát học nghề ở đấy xem về để dạy cho mọi người. Nhưng con 5 giờ sáng là con đi thì đến 12 giờ trưa là mẹ con điện với chồng con ở nhà giật mà anh ấy đập đồ tận lắm. Thì đúng là đến 3 giờ chiều con xong việc là con chạy ra con bắt xe con về luôn. Con về nhà là 8 giờ tối. Để chạy thì chạy tấp ta tấp tính một chân thật chân giả. Chạy ra ngồi bên xe đi khổ thật đó. Đi Hà Nội còn đi 5 giờ sáng đi 8 giờ tối của nhà luôn á. Cha Hùng thấy sao khi trường hợp này cha Hùng? Cho cái trường hợp này quá đau khổ cái anh này bị thần kinh bây giờ cả người cả chân tay bị co quắp rồi bây giờ cần một cái đợt điều trị và cần được châm cứu và tiêm thuốc bổ não nguyên nhân nó nằm ở não và máu không đủ cung cấp lên não cả trợ tim trợ não đau cả cái mạch vành nuôi tim ấy thiếu máu con người rất là đau đớn rất là khổ
phi vào bất cứ chỗ nào, bờ tường rồi cống rãnh lại. Đó, tôi bây giờ đỡ rồi đó, hết cơn co giật rồi đó. Chị thì trước ở đây là đã bị điện giật, toàn thân tay sẹo, chân hết, mất một chân. Thực ra là không còn một tí thịt cổ mà cả. Ồ, vậy luyện à? Tập thế ạ. Ừ. Dạ. Dạ. Còn gì đâu. Trời ơi. Cổ cái là xuống viện họ nâng cái cổ ra mà. Ồ, cháy hết. Chừng nhau. Thôi đúng là hai cái mảnh đời bất hạnh kết hợp lại với nhau, nhưng mà bù lại Chúa ban cho được hai đứa con nha. Thì bây giờ một trai một gái thì bây giờ mình nghĩ đến con mình để mình có thêm động lực để mà tiếp tục nhá. Rồi có các cha ở đây, nhất là có cha Hùng ở đây này, cha cũng tạ ơn Chúa đã gửi cha Hùng đến với ca tác Thanh Hóa với các cha và với những gia đình giống như gia đình của con nhá. Rồi. Xin cha thì xin các nhà hảo tâm quan tâm thêm anh chị với gia đình. Gia đình này thực sự là đúng là khó khăn. Vâng. Họ vẫn cảm nghiệm là có ơn Chúa, có hạnh phúc. Vâng, vâng. Đó. Xin các nhà hảo tâm nối dài bàn tay từ Chúa qua nhà hảo tâm và đến với anh chị. Vâng. Thì chúc lành cho anh chị. Vâng. Chị cứ vững tin. Ốm đau thì mặc dù nhưng mà xong con giật mà con vẫn tỉnh dậy, mà con vẫn thứ bảy chủ nhật con vẫn đi làm. Vẫn đi lại bình thường. Con đi làm thấy dụ như nơi xa một thân với số tiền bóng như là vẫn tranh chủ và đi lễ. Nếu còn học mượn nên làm sao không đi mà đi là ở lại là xong. Trước thì đi làm được, không làm được. Anh đã 5 năm nay. Là bốn đạo mới đâu mà bệnh thật như vậy mà vẫn cố gắng đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Con đi để cha là bị giật ở cổng nhà thờ đó, ôi trời mưa, giật rất là người lum lem cả đi giật mùi biết cái nước mưa vào là bọn các ông bảo vệ đó họ sao vẫn nâng lên, thế là họ cũng đấm bóp cho mãi xong rồi. Nội con ngoại con này, bên này chị đôn đây ba ngón này. Nằm ở cổng nhà thờ giật chứ là bảo vệ người ta đi giật đi. Đúng là cha Chúa gửi cha Hùng đến những người có hoàn cảnh đặc biệt đó, bởi vì cha Hùng nó không những là về chữa trị về mặt tâm hồn nhưng mà có thể chữa trị về bệnh tật thể xác được đấy. Giải tai xuống chỗ nào thấp nhất là hai đứa là việc ấn đường này, thái dương này, đấy, ấn về toàn thân này đỡ này, việc này thừa tương này. Rồi cảm ơn các nhà hảo tâm, nhưng mà cũng phải đặc biệt là cảm ơn cha Hùng nhá, đã dám dấn thân để mà phục vụ những người bệnh tật, những người khổ đau giống như trường hợp của chồng của chị Duyên ở đây. Xin cảm ơn mọi người. Qua cái đây ạ. Ôi, cô không cho ai vào đâu, mình tổng không có vào mình treo bài nhưng mà không muốn đâu. Thì có cái kia thì ăn được thì ông bà cho ăn thì cho ông bà khô rồi. Nên là gần đây thì sơ mà nhảy như cầu cào ấy. Tức là chỉ ở có một mình thôi à bà? Vâng. Vậy thì cơm nước thì ai nấu, nước thì ai nấu cho chị ấy? Hay tự nấu lấy? Không, rồi có thỉnh thoảng có cái chị gái hay là có nắm gạo thì kiếm củi rồi nấu. Nấu mà nấu trời nấu đất, nấu trời nấu đất sống nó xít thôi. Vâng, đúng rồi, không ốm không đau gì đâu. Mấy người đây họ không ốm không đau gì. Vâng. Vâng, đúng rồi. Mình chỉ cần ăn sống ăn xít một tí thì mình đau bụng, nhưng mà vâng, nhưng mà mấy người này thì họ là có cái miễn dịch cao cho nên là họ không có sao cả. Vâng. Đây, đây. Tức là bà sống độc thân từ xưa đến giờ nha. Bố về à, lấy chồng rồi chồng bỏ à? Bố về. Rồi cũng biết có bệnh, lão thần kinh nữa. Nhưng mà được có cái là ông biết,
ở đây bà con hàng xóm có chi là cũng không lấy trộm vâng, vâng không có trộm cắp gì ai thật là đi thăm cái cô này nhé. Cô tên gì bà nhỉ? Tên là Năm. Năm à, cô Năm à? Chính thì Năm. Chị nhà cô đi cháu. Đó, được hát thông. Bây giờ mà muốn giúp tiền cho cô thì sao? Cái là phải có nhất là ở tiền là gặp cái ông thôn trưởng. Ví dụ như là cái nhà này khoảng 5 triệu, 10 triệu thì làm một hai phần thôi. Chứ có làm tôi lắm chi. Là người ta cái ban đó người ta có trách nhiệm là làm chỗ là một gian, hai gian. Thì cũng không ngỡ mấy. Thì đây có rưỡi lắm, cũng đến chục triệu bạc rồi. Vâng. Gạch thì gạch cổ, lợp thì lợp. Làm như cái thì không 15, 20 vuông cho mấy chục triệu. Đúng rồi, bây giờ 15, 20 mét vuông là cũng ít nhất là phải 40 triệu thì đấy thôi chứ còn. Có cái điều, có cơ quan một cái trợ với kết hợp cái gia đình. Chủ trương nhà nước người ta hỗ trợ đó. Kết hợp cái gia đình hai bên cùng làm. Vâng. Nhưng mà mình cay trợ. Nhưng mà bây giờ muốn giúp cho chị một ít tiền ăn tiền hàng ngày ấy, thì có cái anh này này nha. Cái chị thì cũng chứ phải là cái tập thể. Anh này này. Nó có cháu trợ cho ăn tiền hay là mua thuốc lá, mua rượu. Mình tốt nhất là cứ gửi lại tập thể. Cứ gửi lại tập thể là ủa trả cách thì cho các cô á. Thôi được rồi, ta sẽ vô đây. Muốn vào mà không đi được. Đây là các cha đạo. Đây các nữ tu bên nhà thờ. Bên nhà thờ cô giáo. Đẹp không? Lại phải nhiều. Tí là phải mượn cái kính của cô Nam để chụp nha. Cứ đi hết lần này kia sáng này sáng khác. Tìm những cái mảnh đời như cái cô này này. Ăn của nhà thờ vô có việc chi không cô? Ăn của nhà thờ vô thì được khỏe mạnh. Sao gia đình đâu cô? Hả? Sao gia đình? Ai bảo? Đấy. Cô thích chụp ảnh không? À có. Đấy. Chị Năm rất là cao ráo này. Đấy. Có một cái kính rất là đẹp á. Thì sẽ đi tìm cách cha cha cẩn thận nhá. Còn lúc nãy con nhảy một cái mà vô gần đến nhà chị luôn. Mình ngã là cái tay cái chân là bắt đèn nhá. Chứ sao không làm cái cửa mà đi ra đi vô. Không đời không có cửa. Sợ có kẻ trộm. À, đó là làm để chắn bò đó. Cha có vào được cái nhà này không? Đi đi. Đẹp nhà được cái sân cảnh nhà đây ạ. Ở ngủ ở trong đấy ạ, chẳng có màn, có mũi gì cả, chẳng có giường, có chiếu gì. Không thể vào được, chứ không phải. Chắc là chỉ có chui. Giờ không vào được nhỉ? Không vào được đâu ạ. Một cái hốc nhỏ nhỏ. Cái là trong kia ăn nước ao này. Không. Ngủ là không màn không chiếu mà. Rồi, màn không chiếu. Rồi không, à mũi không đốt. Thì lý do nàng là không thấm. Tức là mũi nó đốt mà nó không có thủng được, nó đốt không thủng được. Nhà được một tí thì tí. Chú bảo đây là cái nhà thôn họ làm. Thôn làm nhau rồi, nhưng mà bây giờ cô thôn bao nhiêu đồ. Cái này thì kế đối từ từ. Đây. Ông báo rồi, cũng rồi. Thì nó điện về là bảo là bố xem là bố xem là cái gia đình nó đồng ý làm không đồng ý. Đấy, cũng một chiếc người mà cái nhà nó bé tí. Nhiều
nhiều quá là mình cứ làm cái chuyện nhau tay chuẩn bị không phải chào cô nhá. Cô sao? Chào chị nhá. Chào cô ạ. À. Ừ. Năm cô năm. Sao vậy? Chị chị năm đó là em gái à chị? À. Ừ. Đốt mà. Ừ. Cô nghe trên đây. Giờ thì thực sự nói với các cháu là cũng hoàn cảnh bởi vì cô anh trai anh đi bộ đội thế hy sinh à. Cùng mồ mã chị em lớn lên thì tìm mới trả được. Ừ. Ông bà thì chết từ cái lúc mà lương liệt sĩ mới có mỗi 12.000 một tháng à. Ừ. 6-7 chị em thì rồi cũng chăm chút sống với nhau. Còn bà chị gái đi lấy chồng gần đây thì anh rể lại cũng hy sinh. Cho nên là cái cảnh nhà khi mà mình trưởng thành lớn lên thì cảm thấy là hắn hơi bất lực. Thì đến lúc mà mình đi lấy chồng thì là có gia đình thì có con thì mình lại lo cho con. Lo cho con. Lại lo cho cuộc sống gia đình, đường nội rồi đường ngoại thì cũng chỉ là bắt cơm manh áo thôi. Chứ mà thực tế mà để đi sâu vào nữa thì cái thứ nhất là cũng không có khả năng. Cái thứ hai là năm nay cô cũng 70 tuổi rồi. Con cái thì là ăn lương đồng lương nhà nước thì nó cũng rất hạn chế, chứ cũng không thấy là doanh nghiệp doanh nghiệp cái gì bữa rồi là làm ăn rất khá lạ. Thương thì thương mẹ, chỉ là bắt cơm manh áo thôi. Chả có chui có thể không chui được đâu. Đuối thì không là đủ các loại thứ đồ cũ. Không thể hoàn thiện cho em được. Bởi vì chồng hắn là con người nhiều lúc nó là đáng chí. Đúng rồi, đâu có bình thường giống mình đâu. Có khi nó không có cách nào để làm thàm cả đêm 12 giờ, 1 giờ rồi cũng nằm ở ngoài nghĩa địa với bố mẹ. Cho nên cũng không ai có được. Chứ mà ăn thì cũng có ăn luôn, rồi làm cũng đủ thì không đủ. Sợ đủ mà không biết nổi. Được rồi, thôi bà hôm nay thì có các cha các sơ bên nhà thờ nhé. Nghe nói gia đình của chị Nam ở đây cũng có cái hoàn cảnh đặc biệt, nó không có được giống như người ta, cho nên là cuộc sống nó cũng khó khăn, nên là các cha các sơ đến thăm nhé. Thì có ít chút quà cho chị Nam, cho chị nhé. Vâng. Vâng. Vâng, với lại có một ít tiền nhé, có 1 triệu đồng của chị Phan Kim Chi nhé, của chị Phan Kim Chi gửi cho chị 1 triệu đồng nhé. Vâng. Dạ. Rồi cảm ơn chị Phan Kim Chi rất nhiều đã giúp đỡ cho chị Nam này 1 triệu đồng nhé. Thế giúp cho chị một tí chút để chị có cuộc sống bù đắp lại những cái thiệt thòi chị chịu nhá. Rồi nhờ chị đã giúp đỡ cho em nhá. Miếng cơm miếng cháo thì là em nó không đuối. Nhưng mà làng xóm láng giềng nhà cháu con ai cũng thương đuối. Ai cũng thương nhưng mà chỉ tội là cái cá nhân nó như này. Không dẹp đúng rồi nổi đâu. Đúng rồi, thì chị nó không có bình thường như mình, cho nên là thôi thì cũng phải chịu vậy thôi chứ biết sao được nhá. Rồi cảm ơn chị Phan Kim Chi nhiều nhá. Chúa chúc lành cho Phan Kim Chi rất nhiều. Cảm ơn. Không ạ. Sao nói gì? Sao lại thấy cái con sợ đến vui quá hả? Kim hả? Sao lại khóc nhỉ? Có hay khóc vậy không? Bà không nói cảm động quá. Cảm động quá. Nhưng mà cháu nó bị làm sao bà nó bị tiểu đường, em bị tiểu đường từ nó cũng 16 tuổi mà nó đã 20 mấy tuổi rồi. Mà nó đã bị 3 lần nó chết hụt 3 lần rồi. Vâng. Nên con đi vào kia thì nằm võng cái này, và con bên nhà bà nhà bên bà con nhà sang thấy nằm võng chết sắp chết thì đến cấp cứu ấy. Vâng. Nó bị nặng, nó bị là phải tiêm rồi. Tiêm cứ ngày 2 triệu của con tôi. Chắc cũng không yếu giờ tay đau rồi. Vâng. Hôm rồi xuống khám bác sĩ bảo là tay nó bị biến chứng, nó sang tay nó đau với cháu cũng khó rồi. Tôi là họ bảo là cháu nó bị thận.
chứ mà biến chứng tượng rồi bế cháu cũng không bế được. Rồi, hôm nay cái xe cơ sở đến thăm cháu nha, nha cháu phải vui lên nha. Không có khóc nha. Không sao hết. Bác sĩ thỉnh thoảng cứ gọi thăm điện để bảo thăm. Vâng. Thôi chú chúc lành cho cháu nha. Thôi được rồi, chịu khó ăn uống các thứ để cho khỏe nhá. Khỏe để bố với mẹ. Tiếc béo lắm để về chút rồi. Thế cháu chút đi chứ. Vâng. Thôi đến thăm gia đình bà nhá. Con cảm ơn chào với các sư. Vâng. Chẳng biết nói gì. Nói vậy là được rồi nhá. Thì không nguyện cho cháu nhá. Tôi chúc cho bà khỏe và chăm sóc con cho cháu. Hôm nay một lần nữa tôi Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc Ủy ban Bác Ái Caritas của Giáo phận Thanh Hóa để trở về Giáo xứ Đông Sơn thuộc Giáo phận Thanh Hóa. Thì đây là ông Tránh Xuân, ông Tránh Trường của Giáo xứ Đông Sơn. Và một lần nữa xin ông Tránh giới thiệu sơ qua về gia đình này. Thế là con cũng cảm ơn cha Giám đốc Caritas và các nhà hảo tâm. Giáo xứ chúng con là Giáo xứ Đông Sơn, một giáo xứ mới được thành lập. Cái điều kiện nó khó khăn thì bà con trong giáo xứ là rất thiếu thốn. Thì riêng trường hợp của cái gia đình nhà cái chị Nga này, Đỗ Thị Nga này thì là nó quá khó khăn, con cái thì đông, sinh ra một lần lại một đôi mà cuối cùng được cứ đến nay đi viện này viện khác. Ở cha lại cũng đi xin các nhà thường quân để cũng tạo điều kiện để giúp đỡ cho gia đình. Thì con thay mặt giáo xứ là xin cảm ơn cha và các nhà hảo tâm. Và xin Chúa trả công bội hậu cho cha và các nhà hảo tâm. Cảm ơn ông Tránh. Đây hôm nay cha đi thăm và cho cúc kẹo cho các cháu nhé. Con cầm kẹo nhé. Rồi. Hai người con kẹo về nhé. Cảm ơn cha đi. Đây, đó là, đây là con là chị. Con Nga là con hôm nay con 27 tuổi à. 27 tuổi mà bốn đứa con liền. Cháu đây là đầu đúng không? Con tên gì? Tại con Thắng. Nhìn được con là cái gì? Tại Phúc Đạt. Rồi là đến ở sinh đôi là một trai một gái sinh đôi à? Rồi con của con bị làm sao? Bị bệnh gì đó? Bị chứng thần hình dạ. Ồ, cái chọc kia nó là chật nha. Một thuốc. Thôi. Này, tôi cho mượn một tí nữa nhé, không có nữa, nó kêu sột sột. Rồi, cất luôn rồi tí nữa rồi con bóc ra con ăn nhé. Rồi đấy, là bây giờ con bệnh của con thì là cháu là làm sao, con nói rõ này. Con nhà con bị bệnh hội chứng thận hư nhưng mà từ hôm cha đến đấy thì cháu đi 3 lần. Nhưng mà đi Hà Nội về thì... Hà Nội cho về thì lại cho vào nhi nằm xong rồi đến lúc con lại đến ngày tôi ra Hà Nội trộm vía thì 2 tháng nay là con lại cũng ổn rồi. 2 tháng này là ổn hơn. 2 tháng này ổn hơn. Thì cha thấy là cứ bởi vì cha đăng cái clip của con trên mạng ấy, thì thấy nhiều người vào bình luận bảo ô con cứ thấy chị này thường xuyên ở trên viện đúng không? Thường xuyên về đi viện tức là đưa con lên trên viện đó. Rồi vừa rồi thì con đưa ra Hà Nội. Dạ, vâng. Thì bây giờ thấy đỡ hơn. Vâng, cái Hà Nội điều trị theo ngoài đó thì thấy đỡ hơn rồi ạ. Tháng này con không phải đi. Cuối tháng này con mới phải ra. Tháng này con phải ra Hà Nội. Chứ mỗi lần mà đi như vậy thì tiền trong sao? Ở đâu? Nay con đi thì con xin chuyển tuyến hơn đấy. Thì lại không, ấy đấy, trước kia thì con lại không biết nên con còn đi vượt tuyến đấy. Đi xin lấy chuyển tuyến thì nó sẽ đỡ hơn. Thường xuyên phải đi viện đấy. Bà. Vâng. Con không biết. Con có chuyển tuyến. Con có tự con đi thôi. Thế là nó hết nhiều tiền. Nhưng mà từ khi sang đến tháng 1 đến bây giờ là chúng con. Cháu lại cùng bên xã hội họ cũng quan tâm đến ông cháu được hộ nghèo. Vâng, vậy là bây giờ là cho cháu, nếu mà cháu đi Thanh Hóa thì cháu lên Hà Trung cháu xin lấy chuyển tuyến. Mà nếu cháu đi Hà Nội cháu lên Thanh Hóa cháu xin lấy chuyển tuyến Hà Nội thì chú ban cho bây giờ là cháu con là bây giờ hơn 2 tháng mấy ngày rồi là chưa phải đi viện. Thì ba bảo 3 tháng là phải cho đi. Nhưng mà cháu của con đây bây giờ mà nếu mà đi ra ngoài Hà Nội hay Thanh Hóa cũng vậy thì cứ đi cái bệnh thận là không phải mất tiền cả. Vâng. Còn khi bệnh như thế là các thứ bệnh
thu khoa nội tiết như thế là gan này là các thứ đấy là phải mất tiền. Vâng, như bây giờ thuốc thang thì như bệnh thận là chờ bệnh viện họ không cho. Vâng, còn các cái như bệnh khác thì họ không cho. Như vâng như thế là gan hoặc là tim rồi là dạ dày các thứ đấy là chúng con là phải tự mua. Vâng, còn như bệnh thận thì bây giờ đi khám ở đâu cũng không mất tiền, Thanh Hóa không mất tiền và Hà Nội cũng không mất tiền. Vâng, này chúng con cứ xem giấy chuyển tuyến là đỡ đi. Đôi khi chúng con sự thật là chúng con không biết, cứ vậy nó còn đi thôi. Vâng, cho nên là nó nhiều rất nhiều tiền hơn bây giờ. Nhưng bây giờ có các cháu đi thì chú ban cho nhiều người họ giới thiệu của các thứ biết nữa. Là bây giờ như Thanh Hóa bây giờ chú con mà cháu của con bây giờ nó có nằm bệnh viện Thanh Hóa thì chú ban cho là cháu nó hộ nghèo thì cơm là cũng chẳng mất mấy gạo, mất ít thôi. Vâng, không như được trước. Vâng, cảm ơn con xin cha xin các chơi mọi người cầu nguyện cho cháu con gặp thời gặp thuốc chứ con. Như hạn bệnh viện Hà Nội thì bác sĩ Hà Nội nói thẳng với gia đình nhà con là cái bệnh của cháu nó đây này, nếu mà cháu gặp thầy gặp thuốc thì uống từ thuốc từ 3 cho đến 5 năm cho đến 7 năm. Vâng, thì nếu mà nó ưa cái thuốc đây mà cứ 3 tháng định kỳ là đi khám một lần thì lại được. Mà nếu mà nó cái thuốc này đã là còn nghe ra vậy thì cũng hết đá thuốc đấy. Vâng. Cháu con đây là 2 tháng mấy ngày rồi, chưa phải đi. Vâng. Bác sĩ cũng dặn con là bảo là nếu mà về mà giảm dần thuốc mà cái thuốc kia thì uống quanh năm thì cứ phải ngày nào uống còn cái thuốc kia rồi đang cho cách nhật á. Thì nếu như mà nó cái nhận mà nó xuống không được nữa là phải đi bệnh viện. Vía là thấy con thì con nó cũng ổn hơn. Hy vọng nó gặp đúng thuốc. Vâng. Đúng thuốc thì cháu nó đỡ đi. Vâng, con chỉ nhìn cha thế này. Là xin cầu nguyện cho cháu con đi gặp thầy gặp thuốc đi. Vâng. Thì đúng là 27 tuổi mà bốn đứa con nhiều nhóc như vậy đó là cũng bệnh tật nữa. Vâng. Suốt ngày phải đưa con đi đi viện rồi thuốc thang là thì cũng mệt nhỉ. Vâng. Bà thấy nó làm sao? Chào, thì biết làm sao được cha. Thì chúa cha cũng hiểu vào cái thi giá thì chúng con phải chịu vậy rồi. Con chẳng biết làm sao cha. Vâng, thường con xin các cha các sư người cầu nguyện cho con chứ còn con chẳng biết làm sao. Nhưng mà bây giờ con là mừng hơn bữa trước được là cháu nó tỉnh táo hơn cha. Vâng, từ chúa đức mẹ vâng. Sự thật là nó như cái đợt trước cha bảo cũng con buồn lắm. Thì bởi vì nó quá mệt ạ. Vâng, một tháng đi viện 2 lần, 3 lần. Nhưng mà chú ban cho con đón con đây được hơn 2 tháng nay nào. Không phải đi viện mà chú ban cho nó cũng tỉnh táo hơn bữa trước ạ. Vâng, vâng. Nhưng nghịch lắm. Nhưng mà anh nào bệnh? Dạ. Anh nào bệnh? Đây này ạ. Chứ không phải ở đây à? Không. Ồ, nãy giờ cháu là sinh đôi. Cháu là sinh đôi đây. Nãy giờ cứ tưởng là hít con này bệnh nhưng mà... Không, bằng thầy đây thì chả là... Vâng, bữa trước ra cái mực có to thì chả là cái áo à, nó chả to lắm mà bữa này. Đừng nghịch vậy đó. Vâng, nghịch lắm ạ. Bệnh vậy sao mà nghịch vậy? Bụng to. Bụng to à? Ồ, đây, đó. Ồ, cái bón có thể... Này. Con phải bớt nghịch đi nhá, bớt nghịch thì bớt bệnh nhá. Bớt nghịch thì bớt bệnh nhá. Con bây giờ chẳng nên đi học ở trả. Từ nãy giờ là cứ tưởng là cái bé này bị chứ. Ồ, cái bé này. Bây giờ cháu con thịt thỏ nhất nó không học ạ. Vâng, giờ ăn kiêng thêm hết mọi sự. Vâng, không cho đi học được. Rồi con... Này, đạt đúng không? Đạt là phải ngoan nhá. Con ngoan con người đừng có nghịch mà con mà nghịch nó lại con lại bệnh đấy nhá. Phải ngoan. Có thương mẹ không? Có. Thương mẹ thì phải ngoan nhá. Nhưng mà đạt nó cầm tiền. Đạt cầm tiền làm gì? Nó không biết. Tìm đưa cho mẹ mua thuốc cho con nhé. Chứ con không có cầm tiền nhé. Rồi hôm nay thì cha đến thăm gia đình của con thì cha cũng có một ít tiền đây nữa của các ân nhân để giúp đỡ cho. Tí nữa cha về đưa tiền mẹ. Rồi tí nữa cha đưa tiền cho mẹ nhé. Nhiều lắm đây này, một đống tiền nhé. Tiền hôm nay đó là tiền của chị Tuyến Nguyễn á, chị Tuyến Nguyễn với lại bác Nhiễm Nguyễn ấy là hai mẹ con. Hai mẹ con ở bên California. Và bây giờ chị Tuyến đang làm việc ở bên South Dakota. Thì hai mẹ con của chị Tuyến, bác Nhiễm đó. Giúp cho mẹ con những con là $500 nhá. $500. Thì khoảng độ 11 triệu 500 gì đó. Với lại anh Phạm Tấn Lợi.
là 200.000 với chị Lê Thị Kim Chi 200.000 đó. Các anh nhân sang ở đây này. Ôi, ngồi xuống, cha đang nói ngồi gì? Đây là số tiền của các anh nhân giúp đỡ cho con là 12 triệu đồng nhé. 12 triệu đồng đây giúp tôi sửa bay. Nói đi nào. Một số, một số. Nghe nhá. Rồi, bây giờ con có đôi lại. Cháu ơi, cha và các anh nhân đã giúp cho mình con. Ừ, chữa bệnh cho cháu nhé. Ừ, xin bảo tàng. Con có mặt gia đình con của con. Đây. Con cảm ơn cha, cảm ơn các trời, cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ gia đình cháu của con. Con không biết nói gì hơn được, con chỉ cảm ơn cha và cảm ơn các ân nhân giúp đỡ đã giúp gia đình nhà con. Con chào. Cảm ơn các chị ở đó, cô các chú, con nào để giúp gia đình nhà con. Rồi một lần nữa xin rất lòng cảm ơn mẹ con của chị Tuyến. Chị Tuyến Mắc Nhiệm, anh Phạm Tấn Lợi, chị Kim Chi cùng với các ân nhân đã thương giúp đỡ cho gia đình của chị Nga ở đây. Thế bây giờ không nói đến cái chuyện mà con ốm đau bệnh tật phải đi nhà thương, nhưng mà coi được bốn cái thằng giặc này thì cũng chết rồi, ông Tránh này đúng không? Nó bị phá làng phá xóm rồi thì cũng chết rồi. Thì cho nên là gia đình rất là hoàn cảnh. Vợ còn trẻ mới 27 tuổi mà bốn đứa con như vậy mà cháu lại ốm đau bệnh tật, cho nên là cũng rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Và hôm nay thì mẹ con được chị Tuyến bác Nhiệm á, thế này các anh nhân giúp đỡ cho gia đình như vậy thì đây là một cái sự động viên khích lệ rất là lớn đối với gia đình. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý anh nhân, nhất là cơ bác Nhiệm, chị Tuyến. Con thưa các đồng cảm ơn các gia đình hảo tâm và cha giám đốc công ty TAT. Con cũng nhiệt tình để ban đầu cái trường hợp của cái chị Nga này người đã cứu con thì con còn ít, là bây giờ bốn đứa con rồi, phải một người con tức là bệnh, cho nên là đi hết viện nọ viện kia, cái cuộc sống nó cũng treo lên, được các nhà hảo tâm và cha giúp đỡ cho thì con không biết nói gì hơn, con xin chân thành cảm ơn cha và các gia đình hảo tâm, và xin Chúa cùng ban cho các nhà hảo tâm và cha có một sức khỏe dồi dào và ơn khôn ngoan để cha lo liệu để cho con tiên đích con. Cảm ơn cả nhà, Chúa sức khỏe và cho gia đình nhé. Cảm ơn đứa cháu được gặp thầy Phước nhé. Vâng, cảm ơn cha, cảm ơn. Thôi được rồi, nhá. Con nó đi làm à chị? Đưa mồng 8 à? Đưa mồng 8 à? Cám nó đã mua đồ thôi thôi chị ơi, không ngồi đâu, không ngồi đâu. Bà Thơm giới thiệu sơ qua cái hoàn cảnh này. Khẩu trang, khẩu trang. Ôi trời ơi, mấy thằng cũng nghịch à, mấy thằng cũng nghịch cả. Đó mới lợi chứ. Cái nó, cái nó cho nó nghịch. Thế cha là, con là người ở xóm trên. Ừ. Con thấy nhà này nó hoàn cảnh quá chả. Ừ. Nó bị sao? Là, bố mẹ thân sinh ra cô này thì bị bệnh thì chết cả, sắp cả hết họ rồi. À. Cô đi lấy chồng về đây thì gặp khó khăn nhiều. Mà giờ chồng nó bị tai nạn rồi nằm mãi. Mới mất hồi năm ngoái. Ừ. Thế tôi là chồng của chị đấy ạ? Con đó là con trai của bà đấy. Con trai của bà này đấy. Con trai của bà. Con dâu thì chồng nợ nần thì cũng còn nhiều, mà nhà thì chồng thì mất rồi. Thì giờ thì cũng phải bỏ con cho bà nội. Để nuôi thì đi làm ăn ở ngoài Quảng Ninh. Mà đúng là cái hôm chồng hắn mất đấy, khổ lắm cả.
nó bà nội nó thì nó thì bà nội thì tắt ở trước, còn con trai thì liệt giường ở đây thì thối quá không chịu được cũng chết theo bà nội luôn. Nhưng mà con trai bị làm sao? Con trai thì bị tai nạn. Con trai thì đi chợ mua cá về nấu cho vợ ăn, vợ đi làm mà. Nhưng may hút phải cái đuôi xe của họ. Cái xe đang đứng. Tức là cái xe đằng trước đang dừng. Xe tải đang dừng, mình đi sau mình chả để ý rồi đâm sầm vô. Đi chợ đâm sầm vô này, cái chán thì đâm sầm vào cái quay của cái nâng cái đèn đằng sau cái đuôi rồi nó quạt óc chán ra. Dính vô cái xe đó. Đưa đi viện mãi thì cũng không khỏi được. Không khỏi về là nằm mãi chết hết người ra. Sau về thì bà nội ốm yếu thấy con cháu trai thì mệt quá rồi cũng già là cũng chết. Chết trước thì con trai cháu trai này cũng chết theo sau. Nhưng mà tội thế là cả làng đi xin tiền xin nữ cho để làm đám ma cho hai bà cháu ở đó. Cũng đưa lên Facebook nhiều. Thế là hay đó. Thế là cả làng cả xóm nhà xã cũng đóng góp cho là mà sơ sơ được. Bây giờ là con mới dẫn cho đi bác sĩ ông lão thăm. Còn lại ông bố là cũng tai nạn này, cũng đang nằm liệt bên nhà đây ra này. Tức là bố là chồng của chị này. Chồng của cái bà mẹ này đang nằm liệt, cũng cứ phải chăm thôi, cũng hết người này người kia. Nhà này gặp nhiều khó khăn quá. Gặp nhiều tai ương hoạn nạn nha. Đúng rồi, khổ đó. Con thấy khổ thật đó. Con mới dẫn cha đi thôi. Đấy, nhà họ đấy. Nông bỏ. Mấy lần cũng hẹn xuống nhưng Covid nhiều. Tôi chào cho các cháu nhé. Cháu rồi. Thì đây ta có 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng ở đây là của chị Trịnh Thu. Trịnh Thu ở cái bền Phúc Lộc ở Đà Nam. Với lại Anna ở quận 9. Anna quận 9 cùng với lại chị Trịnh Thu ở cái bền. Thì đây là có 2 triệu đồng cho bà để bà giúp cho các cháu nhé. Từ gia đình tức là con của bà bị tai nạn. Rồi là đến bà nội của cháu. Thì lại sốc quá rồi chết. Hai bà cháu chết cùng một ngày. Chết, bà nội chết trước xong con thì nằm đây thì chắc là bị cái hơi lạnh của bà sang đây chắc là chết luôn chứ. Chết luôn. Ui giời. Rồi có đến chồng của bà thì bây giờ lại đang nằm liệt. Tai biến luôn, không biết gì nữa. Tai nạn nhưng mà tai biến luôn ấy. Nó lại còn cái khổ đây này này. Cưới được đứa con dâu cả thì về nó lại bé được cái đứa con kia. Thằng lớn à. Nó lại bỏ nó đi lấy chồng khác mất. Rồi bà lại nuôi. Giờ bà đưa nuôi hết là con trước tai nạn liệt ạ. Rồi bà nội này, giờ lại đến cái cháu này, rồi lại đến chồng người lên bãi não cái gì đấy. Nếu bà có thấy cuộc đời của bà nó khổ không? Cũng thấy khổ. Cái khổ mà nhìn người bà lại chả thấy khổ tí nào nha. Đúng là cái chồng chấp nỗi đau đó. Đấy, nhiều như dứa đấy chà. Nhiều. Cho nên có làm mấy, có được ngày 200, 250 đi bốc keo thì đủ sao được cha. Con người ở nhà chăm, thấy vất vả quá nên con cũng thấy là thầy cảm ơn chị Trịnh Thu nhá. Trịnh Thu ở cái bền. Facebook Phúc Lộc và Anna quận 9 đã giúp đỡ cho gia đình của bà này. Tên bà là Lương Thị Thanh. Một gia đình mà chồng chất nỗi đau. Những cái tai họa bất ngờ đã ập đến đối với gia đình. Cho nên bây giờ vào nhà chả có cái gì cả. Đi kiếm tiền rồi, đi kiếm tiền nuôi con rồi. Có thân mình thôi. Canh ông đê liệt não biết gì đâu. Đâu ông đâu ạ? À? Ông bên đây rồi. Đây, đây thì cứ phải. Chồng bà này, cứ sang đây cho. Con sang đây. Đúng rồi, con đi hoa ạ. Đây là cái nhà con dâu nó bỏ đi này.
Thế bảo giờ bảo là ở bên kia là sợ quá. Người chết, nhiều người tai nạn, rồi xa cái nhà với con dâu nó đi đây này. Thế là nằm ở đây là hôm con cũng thăm bữa rồi. Đây này, biết mắt rồi. Không ô, xuống là ra. Thế là nhà dưới tiên không ai ở lại vai. Xong nhá. Bả lại vai, bỏ. Cùng quay không? À, hôm nay biết mắt tinh nhờ. Này nước mắt được rồi nha. Nhưng mà lại không nói được à? Ừ, không nói được à. Bảo ý thơm được mẹ à? Này mắt nhanh nhờ. Hôm xuống là nhắm mắt. Bệnh viện trả về hôm đấy thì nhắm mắt. Ừ, chồng của bà đây. Ừ. Cố nha. Bà ngồi đây coi nào. Đây là cái nhà con dâu bỏ đi là ôm đây. Ừ. Còn ở dưới tê này. Ừ, đó. Cái nhà đằng sau đây luôn đó. Vâng. Đấy. Ờ, nhà đây. Chứ chăm ông có mệt không? Có. Có. Lâu chưa? Được 5-6 tháng. Ồ, mới có 5-6 tháng thôi à? Vâng. Ồ, à. Trong 5-6 tháng nữa là phải bà nội chết thầy, chết xong lại đến con trai chết cùng bà giờ luôn này. Bà nội với con chết hôm mà. Hôm 10 tháng 4. Ồ. Đến mùng 7 tháng 10 là chồng lại bị tai nạn. Ừ. Để chăm nó chưa luôn. À. Vậy là dồn dập nhà cũng mấy đây thôi nha. Ừ. Ừ. Thế này cái con này là cái con là thằng thứ hai con thằng không gọi nó bỏ đi rồi. Vợ nó bỏ đi. Bà đưa à. Một côi bốn đi đây này. Không, đây là đi một côi mẹ này. Còn hai đứa một côi bố. Không phải là mồ côi nhưng mà mẹ nó bỏ đi, mẹ nó đang còn. Cái đi là mồ côi bố không này, phải chưa? Hai đứa đó là mồ côi bố. Hai thằng mẹ là con của thằng chết. Ờ, hai thằng đấy con đi lấy chồng khác rồi. Đây là hai đứa của con một cái thằng con chết này, chết với bà nội đây. Với bà chung với ngày giờ với bà nội đó. Thế còn đấy là thì bố nó đâu? Con nó đi làm thuê. Cháu đang đi làm ngoài Lâm Đồng. Mẹ nó bỏ đi mất rồi. Đi lấy chồng khác mất rồi. Chồng khác có một đứa con khác rồi. Và bây giờ là một mình bà đó là phải nuôi mấy đứa này. Ừ. Mấy đứa này cùng với ông đây, chồng thì liệt. Liệt đây. À. Ừ. Đây thì lúc nãy giúp đỡ cho các cháu là 2 triệu với đây còn 1 triệu nữa nhé. Một đây là 1 triệu nữa là của anh của anh Tuấn Đặng nhá, anh Tuấn Đặng hay anh John Đặng á, ở tiểu bang Ohio, thì qua trung gian của cô Khiêm nhá, thì giúp đỡ cho gia đình con, nhá. Vâng, ừ. Quý vị chồng chất nỗi đau, nhiều cái nỗi đau dồn dập xảy đến, chả biết phải nói làm sao nữa. Ừ. Cái con mà với con dâu đi cưới này cha này, lấy đồ nhà con này có trả tiền cho con đâu? Thôi xóa nợ thôi chị thơ mời xóa nợ. Ừ. Đó. Kể cho cha nghe đấy. Ừ. Họ khổ như dứa đó. Ừ, khổ lắm. Ừ. Con nó đi làm à chị? Thôi, thôi chị ơi, không ngồi đâu, không ngồi đâu. Có lẽ không ạ. Bà Thơm, giới thiệu sơ qua cái hoàn cảnh này. Khẩu trang. Đây là bà nội à? Khẩu trang. Vâng ạ. Ôi trời ơi, mấy thằng cung nghịch à? Mấy thằng cung nghịch à? Đó mới lời. Kệ nó cho nó nghịch. Thế cha là... con là người ở xóm trên. Ừ. Con thấy nhà này nó hoàn cảnh quá chả. Ừ. Nó bị sao? Bố mẹ thân sinh ra cô này thì bị bệnh thì chết cả sắp cả hết họ rồi. À. Cô đi lấy chồng về đây thì cũng gặp khó khăn nhiều. Mà giờ chồng bị tai nạn này nằm mãi.
mới mất mua hồi năm ngoái. Ừ, thế tức là chồng của chị đấy ạ? À? Con đó là con trai của bà đấy. Con trai của bà này đấy. Con trai của bà. Con dâu thì chồng nợ nần thì cũng còn nhiều mà nhà thì chồng thì mất rồi. Thì giờ thì cũng phải bỏ con cho bà nội. Để nuôi thì đi làm ăn ở ngoài Quảng Ninh. Mà đúng là cái hôm chồng hắn mất đấy khổ lắm cả. Nó bà nội nó thì tắt thở trước. Còn con trai thì liệt giường ở đây thì thối quá không chịu được cũng chết theo bà nội luôn. Nhưng mà bà đó con trai bị làm sao? Con trai thì bị tai nạn. Con trai thì đi chợ mua cá về nấu cho vợ ăn, vợ đi làm mà. Thì hôm nay hút phải cái đuôi xe của họ. Cái xe đang đứng ở đường. Tức là cái xe đằng trước đang dừng. Xe tải đang dừng, mình đi sau mình chả để ý rồi đâm sầm vô. Đi chợ đâm sầm vô là cái chán thì đâm sầm vào cái quay của cái nâng cái đèn đằng sau cái đuôi rồi nó quạt óc chán ra. Dính vô cái xe đó. Đưa đi viện mãi thì cũng không khỏe được. Không khỏe về là nằm mãi chết hết người ra. Sau về thì bà nội ốm yếu thấy con cháu trai thì mệt quá rồi cũng già cũng chết. Chết trước thì con trai cháu trai này cũng chết theo sau. Nhưng mà tội thế là cả làng đi xin tiền xin nữ cho để làm đám ma cho hai bà cháu của nó cũng đưa lên Facebook nhiều. Thế là hay á. Thế là cả làng cả xóm nhà xã cũng đóng góp cho là lo mà sơ sơ được. Thế giờ là con mới dẫn cho với các sư ông lão thăm. Còn lại ông bố là cũng tai nạn này, cũng đang nằm liệt bên nhà đây ra này. Tức là bố là chồng của chị này. Chồng của cái bà mẹ này nằm liệt cũng cứ phải chăm thôi, cũng hết người này đến người kia. Nhà này gặp nhiều khó khăn quá. Gặp nhiều tai ương hoạn nạn nha. Đúng rồi, khổ đó. Con thấy khổ thật đó. Con mới dẫn cha đi thôi. Đấy, nhà họ đấy. Nông bỏ đây. Mấy lần cũng nhẹ xuống nhưng Covid nhiều. Tôi chào cho các cháu nhé. Chào này con ạ. Cháu rồi, cháu rồi. Ừ. Thì đây ta có 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng ở đây là của chị Trịnh Thu. Trịnh Thu ở Cái Bèn, Phúc Lộc ở Đà Nam. Với lại Anna ở Quận 9. Cùng với Phúc Lộc đó. Phúc Lộc Anna Quận 9 cùng với lời chị Trịnh Thu ở Cái Bèn. Thì đây là có 2 triệu đồng cho bà để bà giúp cho các cháu nhé. Từ gia đình trước là con của bà bị tai nạn, rồi là đến bà nội của cháu thì lại sốc quá rồi chết. Hai bà cháu chết cùng một ngày. Chết bà nội chết trước xong con thì nằm đây thì chắc là bị cái hơi lạnh của bà sang đây chắc là chết luôn chứ. Chết luôn. Rồi có đến chồng của bà thì bây giờ lại đang nằm liệt. Tai biến luôn, không biết gì nữa. Tai nạn nhưng mà tai biến luôn ấy. Nó lại còn cái khổ đây này này. Cưới được đứa con dâu cả thì về nó lại bé được cái đứa con kia. Thằng lớn à. Nó lại bỏ nó đi lấy chồng khác mất. Rồi bà lại nuôi. Giờ bà nó nuôi hết là con trước tai nạn liệt ạ. Rồi bà nội này, rồi lại đến cái cháu này, rồi lại đến chồng người, là bà não hay cái gì đấy. Thế bà có thấy cuộc đời của bà nó khổ không? Cũng thấy khổ. Thấy khổ mà nhìn người bà lại chả thấy khổ tí nào nha. Đúng là cái chồng chấp nỗi đau đó. Đấy, nhiều như giữa đây chà. Nhiều. Cho nên có làm mấy, có được ngày 200, 250 đi bốc keo thì đủ sao được cha. Con người ở nhà chăm, thường thấy vất vả quá nên đâu con mới là thầy. Cảm ơn chị Trịnh Thu nhá. Trịnh Thu ở Cái Bèn, Facebook Phúc Lộc và Anna Quận 9 đã giúp đỡ cho gia đình của bà này. Tên bà là Lương Thị Thanh. Lương Thị Thanh, một gia đình mà chồng chất nỗi đau, những cái tai họa bất ngờ đã ập đến đối với gia đình. Cho nên bây giờ vào nhà chả có cái gì cả. Đi kiếm tiền rồi, đi kiếm tiền nuôi con rồi. Có thân mình thôi.
canh ông về liệt não biết gì đâu. Đâu ông đâu rồi? Ông bên đây. Đây, đây thì cứ phải. Chồng bà này, bà này từ sang đây con. Con. Đây là đây là cái nhà con dâu nó bỏ đi này. Cái bảo giờ đó là ở bên kia nó sợ quá. Nhiều người chết, nhiều người tai nạn, có người xa cái nhà cái con dâu nó bỏ đi đây này. Thế là nằm ở đây là hôm qua là hút thăm bữa rồi. Đây là lấy một. Đây là. Này em biết mắt rồi. Không ô, ra. Thế là nhà dưới tên hôm nay của người ta. Bá lại tay. Chào ông nhá. Bỏ. Cũng ngay mà. À, hôm nay biết mắt tinh nhờ. Này lướt mắt được rồi nha. Nhưng mà lại không nói được à? Ừ, không nói được à. Bá ở ý thơm được mẹ à? Này mắt nhanh nhờ. Hôm xuống là nhắm mắt. Bệnh viện trả về hôm đấy thì nhắm mắt. Ừ, chồng của bà đây. Cố nha. Bà ngồi đây con nào. Đây là cái nhà con dâu bỏ đi là ôm đây còn ở dưới kia này. Ừ. Đó. Cái nhà đằng sau đây luôn đấy. Vâng. Đấy. Ờ, nhà đây. Chứ chăm ông có mệt không? Có. Có. Lâu chưa? Được 5-6 tháng. Ồ, mới có 5-6 tháng thôi à? Vâng. Ồ, à. Trong 5-6 tháng nữa là phải bà nội chết thầy, chết xong này đến con trai chết cùng bà giờ luôn này. Bà nội với cô ăn chết hôm mà. Hôm 10 tháng 4. Ừ. Đến mùng 7 tháng 10 là chồng lại bị tai nạn. Ừ. Để chăm nó chưa luôn. À. Vậy là dồn dập nhà, cũng mấy đây thôi nha. Ừ. Thế con này là cái là thằng thứ hai con thằng không vợ nó bỏ đi rồi. Vợ nó bỏ đi và đưa à. Một côi bốn đi đây này không, đây là một côi mẹ này còn hai đứa một côi bố không phải là một côi nhưng mà mẹ nó bỏ đi mẹ nó đang đi. Còn cái đi là một côi bố không này phải chưa. Hai đứa đó là một côi bố hai thằng mẹ là con của thằng chết. Ờ, hai thằng đấy con đi lấy chồng khác rồi. Đây là hai đứa của con một cái thằng con chết này chết với là chết với bà nội đây. Em đi chung với ngày giờ với bà nội đó. Thế còn đấy là thì bố nó là bố nó đi làm thuê. Cháu đang đi làm ngoài Lâm Đồng. À, đi làm Lâm Đồng. Còn mẹ nó bỏ đi mất rồi. Vâng. Đi lấy chồng khác mất rồi. Chồng khác có một đứa con khác rồi. Bây giờ là một mình bà đó là phải nuôi mấy đứa này. Mấy đứa này cùng với ông chồng thì liệt đây. Đây. Thì lúc nãy giúp đỡ cho các cháu là 2 triệu với đây còn 1 triệu nữa nhé. Đây là 1 triệu nữa là của anh Tuấn Đặng nhé. Anh Tuấn Đặng hay anh John Đặng á, ở tiểu bang Ohio. Thì qua trung gian của cô Khiêm nhé. Thì giúp đỡ cho gia đình con nhé. Vâng. Thưa quý vị, chồng chất nỗi đau. Nhiều cái nơi đau dồn dập xảy đến. Ta biết phải nói làm sao nữa. Ừ. Cái con mà cái con dâu mới cưới này cha này. Ừ. Lấy đồ nhà con này có trả tiền cho con đâu. Thôi xóa nợ thôi chị thơ mời xóa nợ. Ừ. Kể cho cha nghe đấy. Ừ. Họ khổ như dứa đó. Ừ, khổ lắm. À. Ừ. Ngồi lắm có chi. Không nghĩ thì nó nghèo lắm vậy. Chị Thơm là hôm nay là tâm sự đầu năm cuối năm nha. Rồi cái bụng càng ngày càng to nha. Chị thấy làm sao mấy càng ngày càng nặng ta. Ừ, mấy ngày nay thì chị thấy làm sao? Ô tổ mấy ngày nay khổ trời khổ chịu không? Quân nằm cũng in rồi thế. À. Cha rồi hay. Vâng, cha hay sơ kêu cho con những khỏe mạnh. Kêu cho con cha với các sơ. Thấy mặt có gì vẫn tươi tới nhà. Vâng. Hôm nay là động trời là động trời là đau không đau mà nặng. Nặng nề. Đi nặng nề. Em nhìn thấy này nhọc lắm thôi. Bữa nay thấy chị người lại nào hả? Quân nằm ở quân cứ ngậy đến hai sơ với cha là quân
cố gắng để cuộc sống đúng không? À, à. Chứ sao nghĩ đến hay chơi thay sơ các cha mà lại quan tâm đây. Quân rồi kêu cho quân rồi nữ rồi cho nên cho quân sống quân được ngày nào tưởng là tưởng là nghĩ đến cha với hay sơ rồi đi tu không có gia đình rồi buồn cô đơn rồi thương người chứ ban đầu này quân đúng là quân nghĩ là cha với hay sơ có gia đình và quan tâm đến quân là như thế này là cứ tưởng là cha cũng có vợ đấy vợ rồi chồng quân thì để cho đi kêu mang những người như quân là gì đúng là quân thấy quân cũng là quan tâm cha với các sơ chả có vợ không có chồng vậy nên là phải tự do mà đi chứ có vợ có chồng còn lâu nó mới cho đi nó chói nó xích vào người ta bảo gái gái có chồng như gông đeo cổ đó vợ quân bạn ở trong thừa vũ là quân tâm đó quân tâm đó ai u tôi cha đi nước ngoài đấy chứ chạy à viên cha của cha đi vô chơi đấy à vô nhà nhà thờ đấy chứ ôi trời tôi cũng biết rằng một thấy cha tôi tưởng là cha của vợ nữa rồi cô tôi biết buồn cười không chị nghe có thấy buồn cười không bạn cha bạn của cô chị thơm nhưng mà không bạn của cha mà ra đây những tâm nó ra đây nó cứ theo dõi Facebook của cha đó nó biết là hôm nào cha về đây thăm chị Thơm là nó biết hết đó rồi cha thì không có vợ đâu, các sơ không có chồng, thì mới tự do mà đi được chứ. Thế chị Thơm hôm nay Tết đã chuẩn bị được gì chưa? Chồng quân thì anh với Viện rồi đang đi ăn thịt lợn rồi. Đúng là ngày 30 Tết thịt treo trong nhà đó. Với nhà các nhà lãnh đạo. Vâng, vâng chào ông nha. Rồi. Các cháu bây giờ thì học hết rồi đúng không? Cháu nghĩ từ vừa qua thì được đi thì cháu đầu đến ai cháu thứ hai muốn chừng cháu đầu về chưa? Cháu này cháu kiếm kiếm tí con rể mới đầu chưa về à? Đã có con rể chưa? Thôi hay chơi kiếm tí kiếm tí con rể mà chưa thấy chưa về à? Những mai năm nay Tết năm nay nó dẫn cả miền sao? Không phải chưa rồi chị Thơm ơi hôm nay thì sắp Tết rồi nhá đến thăm chị nhá rồi có bánh chưng cho chị đây này bánh chưng đó biếu cho chị là cái ba cặp bánh chưng nhá bánh chưng của cha với của các sơ là ngon lắm á thì của cha với của sai sơ với các thì nữa là anh ăn nhiều vào rồi ăn nhiều vào cho khỏe nhá rồi còn hôm nay thì cha với lại các sơ đến thì cũng có tiền cho chị Thơm nhá. Hôm nay thì có Kim Ly với cháu Thúc á ở thành phố Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, bên Mỹ là giúp đỡ cho chị là 2 triệu đồng nhé. Có Đào Anh Tuấn là 200.000 đồng, Facebook Vui Hân Hoan là 500.000 đồng, rồi còn ngoài ra còn có các ân nhân của qua cái kênh Mến Chúa Yêu Người và các nhân dân khác của Cài Tác Sinh Hóa thì đây là số tiền 4 triệu đồng cho chị ăn Tết nhá. Vâng. Con xin các ân nhân thì con cảm ơn cha, con cảm ơn hai sơ. Chị đang ăn Tết vui vẻ đảm bảo. Hôm nay có anh chồng về đúng không? Đỡ lo lắng dịch bệnh ra. Rồi con cũng xin các ân nhân rồi con chúc cha rồi con hai sơ rồi ăn Tết được khỏe mạnh. Rồi thì tai qua mạnh khỏe bệnh dịch đi hết. Rồi con chúc các ân nhân cũng giống như các sơ các cha bệnh dịch thôi nữa không qua hết không ai gặp đến cả. Rồi đâu bây giờ thì nhìn lại một năm vừa qua đó bao nhiêu lần các cha các sơ đến thăm chị Thơm ở đấy nhà.
rồi là qua các ân nhân giúp đỡ cho chị rất là nhiều trong năm vừa qua. Năm sáu lần. Vâng. Không nhớ hết thật nhiều lần. Vâng, thì một lần nữa tôi xin thay mặt cho Caritas Thanh Hóa xin hết lòng cảm ơn tất cả quý ân nhân xa gần trong nước cũng như hải ngoại từ trước đến giờ, nhất là trong năm vừa qua đã giúp đỡ cho chị Thơm để chị có tiền để mà chữa bệnh, cũng như là giúp đỡ cho gia đình của chị. Vì bệnh của chị thì năm 2015 đến giờ thì tiêu tốn hết rất là nhiều tiền, cho nên là gia đình cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, nên là qua sự kêu gọi của Caritas Thanh Hóa, quý ân nhân cũng đã thương giúp đỡ cho gia đình của chị. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới, cầu chúc cho tất cả quý ân nhân luôn được dồi dào sức khỏe, được nhiều sự may lành, vạn sự như ý trong năm Nhâm Dần, và đặc biệt là có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Chúc cho chị Thơm, chúc cho gia đình ăn Tết vui vẻ nhé. Sang năm cầu xin một điều ước cho năm mới của chị, đó là năm mới chị được ơn chữa lành, được khỏi bệnh nhá. Cho gia đình được bình an, gặp thầy gặp thuốc nhá. Nhất là gặp được nhiều những người có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho chị Thơm nhá. Vâng. Vâng, ai muốn giúp đỡ cho chị Thơm thì xin liên hệ với tôi, Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường. Điện thoại là số điện thoại của tôi là 0975 369 436, 0975 369 436, địa chỉ là 50 Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Xin cảm ơn. Hôm nay một lần nữa tôi lại đi quay trở lại để thăm cháu Tuấn Anh. Cháu Tuấn Anh sống tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là Tuấn Anh, là em hay là anh nhỉ? Em. Là em. Thế là chị đây thì sinh được hai người con, và hai anh em đều giống như Tuấn Anh này. Người anh thì qua đời năm 20, tức là năm ngoái đó. Tức là có hai đứa con trai thôi, thì mà đều bị bệnh như vậy cả. Thì năm ngoái người anh là qua đời rồi, bây giờ còn có mình Tuấn Anh ở đây. Mấy lần đến thăm chị mà không có nhà, không có ai cả, vô trong nhà thì chỉ có mình Tuấn Anh nằm ở trên giường vậy thôi, còn bố cũng chả thấy, mẹ cũng chả thấy, mà không biết là đi đâu chị. Là anh em đi đâu? Thì ốm nó nằm trên viện nên là cứ buổi sáng thì cho cháu ăn xong rồi khoảng 9-10 giờ là đi xuống cho chồng ăn xong rồi lại về. Anh bị sao? Anh bị động, gọi là người ta kêu mà bị di chứng của mổ não đó, cha động kinh đó, thỉnh thoảng nó cứ lên cơn giật đó. Động kinh đó, có giật đó. Vâng. Vậy thì anh nằm nhà thương lâu chưa? Anh nên đi là anh nằm khoảng được gần chục ngày rồi đó. Gần chục ngày nay rồi, đi nhà thương. Rồi thì khi mà hai đứa con này, đúng là người ta sinh con ra thì con người ta chạy nhảy tung tăng. Con người ta đến cái tuổi này đó là đi đại học, đi làm ăn được rồi, mà con của chị đó thì cả hai đứa con thì đều bệnh tật như vậy. Năm ngoái thì chết mất một em, rồi bây giờ còn một em như vậy nữa. Mà chồng thì là cũng bệnh hoạn tật nguyệt. Một mình chị thì chị đi làm gì để mà kiếm sống nuôi chồng nuôi con? Nói thật là đi làm thì mình ở nhà tôi thì nhà nông đó, trừ những ngày ruộng nương ra đi làm thì họ đi giữa bát thuê hoặc là họ đi nhờ đi lau nhà thuê đó. Thì có hôm mà đi được, có hôm thì chuẩn bị đi thì chồng lại bị ốm nên là lại không đi được, lại xin lại phải nghỉ, nên là công việc nó cũng không ổn định. Thế thì chỉ có đi lau nhà thuê, rồi là đi rửa bát thuê, ai thế thì làm cái nấy. Bữa thì có người thuê, bữa không có người thuê. Đi thì đang đi thì chồng đi ốm đau bệnh tật, cô nhà thương thì lại phải đi chăm chồng. Rồi còn cháu đây thì có phải chăm không, hay là cứ để cho nó nằm cả ngày đấy? Cứ buổi sáng thì tối thì mình anh đi thì nhờ bác sĩ đó, thì anh ở lại bệnh viện một mình về chăm cháu đây, rồi đến sáng mai lại cho cháu ăn sớm rồi lại đi xuống đi xuống với chồng. Tức là
ban ban ngày thì chăm chồng ở bệnh viện, còn ban đêm thì chăm con ở nhà. Vâng, buổi trưa đó thì về cho cháu ăn xong thì lại xuống. Buổi trưa thì để giờ họ mua cơm mang lên hộ cho anh ấy đó. Về cho cháu ăn xong rồi lúc chiều lại xuống. Vâng. Bây giờ tim nó lại xuống để cho họ tim nó họ mình cũng mình nên là họ cái tim cái răng tim cũng không họ sợ đâu. Vâng. Nên là cái thấy sao? Cố gắng được không? Với cha là vì chị là phải vượt lên số phận để cha biết phải cố gắng. Chị cũng biết là số phận mình nên khổ như thế đó, nhưng mà mình cũng phải cố gắng để mà vượt qua. Phải lúc nào cũng phải động viên mình để mà vượt qua tất cả. Vượt lên trên số phận. Chứ nếu mà cứ suy nghĩ mà tiêu cực thì không thể vượt qua được. Không thể vượt qua được, bởi vì đi ra ngoài thấy con người ta. À, nó chỉ cần nó đi lại bình thường được thôi, nó đi đứng được thôi, cũng là nhất là mà đi qua trường học đó, là đúng là chỉ chảy nước mắt là tôi nhìn thấy quân người ta đi học đi hành quân mình không đi được đâu, mà cũng nuôi mười mấy 20 năm chứ cứ phải là tức là mình cũng ao ước làm sao để mình được giống như người ta, tức là chở con đến trường đi học này, hoặc là mình có thể là đón con đi học về này. Vậy cho nên là mỗi khi mà chị đi qua trường học mà cứ nhìn vào trường học hay là nhìn đến cổng trường mà con cái người ta được đi học, bố mẹ đưa đón đi, đúng là phải tránh nước mắt ra nhà tủi thân, đúng không? Thế cho nên là tủi thân lắm. Ở đây này cháu này mặt mũi rất là khôi ngô, rất là xinh đẹp như vậy nhưng mà lại không có ngồi lên được, nằm liệt. Nhưng mà thằng anh thì sao? Anh nó có đỡ hơn em bé này không? Cũng dữ cũng vậy thôi. Còn có khi là còn nặng hơn. Thì lúc đó là chân tay hơn cua lên hết rồi. Có cái cơ đó hơn rút lên. Thì đang còn cái gì là đang còn hơn thằng anh. Lúc thằng anh lúc gần đến lúc mất là không người gầy lắm. Còn có mình xương không thôi. Không còn gì cả. Thì thằng đi lại còn đỡ hơn. Thế nhìn mặt đó là khôi ngô tuấn tú vậy đó mà không nói được nha. Vâng, nói được nhưng mà ít nói lắm. Tuấn Anh. Dạ đi cô. Tuấn Anh dạ đi. Dạ đi nè. Tuấn Anh. Dạ đi. Nhưng ít nói đó. Chắc nó buồn, ít nói nha. Chứ duyên nó có kêu có kêu mẹ kêu bố được không? Mà ít lắm. Gọi là cần thì mới gọi, còn không là bình thường là không nói chuyện không gì cả. Tuấn Anh này, Tuấn Anh mở mắt nào. Tuấn Anh dạ coi. Dạ đi. Dạ đi. Dạ ít nữa. Cái thằng anh thì lại nhanh mồm. Vâng. Cái thằng đi lại chậm. Cũng khổ sở nha. Thôi thì cũng đúng là nói chung chị cũng rất là thương hoàn cảnh của gia đình, rất là khó khăn. Một mình chị mà vừa nuôi chồng vừa nuôi con, chồng thì ốm đau bệnh tật, trước hỏi nuôi chuyện với anh ấy kể là đúng rồi, cứ bệnh. Thì lâu nay cứ đến đây đến nhiều lần lắm đó, nhưng mà cứ đến ban ngày thì không có gặp chị, không gặp anh ở nhà, gặp có mình cháu thôi, cho nên là cũng chả có gặp được người lớn. Nhưng mà bây giờ thì biết là ban ngày thì chị đi chăm chồng ở bệnh viện, buổi tối về rồi chăm con ở nhà. Còn ngoài ra có thể rảnh được lúc nào thì đi chữa bác thuê. Đấy là lau nhà thuê để kiếm tiền để nuôi chồng nuôi con vậy. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Rồi cho nên là hôm nay thì chị cũng đến để thăm gia đình của chị với cháu nhé. Thì cũng thấy được cái hoàn cảnh của gia đình khó khăn như vậy, cho nên là cũng giúp đỡ cho gia đình là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng đây là của các ân nhân của Cai Tác Sanh Hóa để giúp đỡ cho gia đình của anh chị cháu nhé. Thì cũng xin hết lòng cảm ơn hội lòng thương xót Chúa của giáo phận Thanh Hóa, thì gia đình ông bà Phước Hợp, tránh trường của giáo sư Yên Khánh, rồi chị Mai Lan hoặc là chị Nguyễn Thị Mộng Thúy hay Mộng Thúy ở bên Mỹ đó. Thế rồi chị Teresa Thiên Đặng, rồi chị Linh, chị Linh Nguyễn, chị Tuyết Trần, hai chị em ở bên New Orleans, rồi chị Trinh, nhóm của chị Trinh với các ân nhân ở bên
chị Trinh, chị Phượng, các ân nhân ở bên Melbourne, bên Úc, chị Xuân ở bên Úc, rồi các ân nhân khác nữa, cô Huệ, Vũ Bùi, Seattle, các ân nhân khác. Thì đây là cái số tiền mà 10 triệu đồng mà các ân nhân giúp đỡ cho gia đình của chị nhá, còn cái lúc khó khăn này nhá. Được cái tay này, tay vẽ tí tẹo tẹo này nha. Yếu lần lần gì được đấy, không có để được. Đây này, tay vẽ tí tẹo. Dạ xin cảm ơn các ân nhân đã thương đồng hành cùng với các sinh hóa để đến giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giống như gia đình của chị tên gì chị nhờ? Hiền. Chị Hiền. Chị Hiền biết là anh tên gì? Mạnh. Anh Mạnh, chị Hiền có hai đứa con, thì cũng giống như gia đình của ông bà Tôn, ông bà Quý ở cái Đại Tiền đó, sinh được ba đứa con trai đó, mà bây giờ mất đi hai rồi, còn chỉ còn có một thôi. Còn anh chị ở đây thì sinh được hai đứa con thì rồi cũng mất đi một, bây giờ còn có một. Mỗi khi mà như chị nói là đi qua trường học thì thấy con người ta đi học đi ăn đấy thì chị cũng tủi thân, nó cứ khóc lên. Thì đó là cái sự thiệt thòi trong cuộc sống nhá. Thì chúc cho chị thôi thì có đủ sức mạnh để rồi vượt lên số phận để mà sống, sống tiếp để mà nuôi chồng nuôi con nhá. Và chúc lành cho chị nhá. Đây có cha thì bên nhà thờ đạo bên giáo đó thì cũng rất là quan tâm đến gia đình của chị ở đây, đến đây rất là nhiều lần rồi để rồi giúp đỡ cho gia đình. Thì một lần nữa hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân từ trước tới giờ đã thương giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu Tuấn Anh, Mạnh, chị Hiền ở đây. Thì xin chúc chúc lành cả công và hậu cho tất cả quý vị, xin hết lòng cảm ơn. Với con hai đứa với nhau để bác gái nuôi, bác gái nuôi. Các sư sẽ coi sao chứ các bà cứ thấy đi chỗ khác kiếm cả con vong cái này bỏ luôn. Làm sao ý cho chị nói như thế nào? Thì các ông cũng bỏ rồi, còn các bà bỏ chứ không bỏ đâu. Như phải làm sao ra cảnh nhà này sao mà cho chị nói vậy? Bác nói là cho chị. Cho chị giúp đỡ. Thì nãy thì vừa nghe bác dâu nói là mẹ của bé này thì đi làm ăn xa rồi xong xong là đi luôn hiểu không? Không con không gọi điện, không gọi điện xong về bỏ quan tâm luôn, chỉ đến con cái bố thì nhà thì cũng tâm thần này, cái hoàn cảnh như vậy nữa này, hoàn cảnh như vậy không biết làm sao rồi. Tôi cũng đeo bồng hai cháu thôi, con thì đang đi học lớp 7 nhưng mà vì bố mẹ bỏ đi nên không có tiền, bây giờ là phải nghỉ học. Ở với bác thì đi phụ bác nhỉ, cũng làm những việc gì quan con làm như đi chăn trâu đi chăn trâu cho bác. Ở với bác hả? Con tên gì? Con tên gì? Dạ con tên Quang. Cái gì Quang? Lê Văn Quang. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi ạ. Con 15 tuổi. Con học đến lớp mấy? Cháu học cuối năm lớp 7 là cháu bỏ ạ. Cuối năm lớp 7 tức là mới bỏ năm ngoái á? Dạ. Tại sao cháu lại bỏ học? Vì bố mẹ con nuôi là bác không có tiền. Tức là bố mẹ thì bỏ con đi rồi. Dạ. Bố thì bị tâm thần. Bị bệnh tâm thần, không đi mãi rồi. Thì bây giờ thì con ở với bác, mà bác thì lại cũng không có tiền cho con đi học. Thế cho nên là con phải bỏ học đấy, bây giờ con đi làm cho bác, đi chăn trâu cho bác. Lớp 2 là nhiều mới rồi. Một em nhỏ đã học lớp 2. Ô, có em nữa, em gái, em trai. Em trai. Dạ. Em con tên gì nhỉ? Em con tên gì Quang? Lê Văn Quân ạ. Lê Văn Quân. Quang Quân. Chứ bây giờ thì con có muốn con đi học tiếp không? Có ạ. Nếu có ai giúp đỡ cho con thì con có muốn con đi học tiếp không? Có ạ. Con tiếp tục đi học có được không? Rất có. Con bỏ mới một năm đúng không? Dạ. Nhỏ là mới học lớp 7. Bác, nếu mà cháu nó được đi học thì bác nghĩ sao? Dạ, tôi thì cũng muốn cho cháu học nhưng mà vì điều kiện hoàn cảnh bây giờ có mình tôi thôi. Chồng thì mất, không nuôi được. Ô, chồng chị mới mất à? Chị có một mình à? Dạ. Có con không? Con chưa có vợ, có chồng với chị nó đi làm hết thôi, đứa nào ở nhà. Vâng. Mới ông lại mất luôn, bỏ có mình bà đấy lại thôi mà. Vâng. Chồng. Ví dụ như bây giờ Quang nhỉ? Quang.
Quang mà đi học gì thì ví dụ có người giúp cho tiền học phí chẳng hạn như thế thì có đi được không? Thì cái ước nguyện của cháu nó còn muốn học thì thôi, cũng có người giúp nhà trên các bác quan tâm nuôi giúp cho gia đình thì cho cháu nó học được thì tôi cũng xin cảm ơn. Vâng. Bởi vì nó cũng còn nhỏ. Dạ, cũng cần tạo cho cháu đi học. Nhưng mà còn thì nếu mà tôi nuôi thì tôi cũng chịu thôi. À, dạ. Vâng, vâng. Con ơi, con đã học, con có thay tuổi thân. Chứ là tiền tiền học cái tiền, nhưng mà không phải còn ăn uống nữa. Vâng, ăn uống thì đúng là cũng thấy vất vả đấy. Bác ạ, bây giờ tôi thì cũng bệnh tật. Nuôi hai cháu, tiền ăn, tiền hai học, rồi tiền các thứ nữa, cho nên cũng rất khổ lắm đấy. Nhưng mà bà cũng bị bệnh gan à? Dạ, tôi bị nhiều bệnh lắm trong người à. Trời ơi, vậy à? Bệnh gan. Chồng mới mất được. Chồng mất trước Tết đấy nha. Dạ, mất hôm 18 tháng Tết ạ. 18 Tết. Dạ, chắc là cũng bị ốm. Dạ, anh nó cũng mắc bị bệnh phổi, bệnh gan. Vậy chị có hay phải đi viện không? Có, thì tôi cũng phải điều trị thuốc thường xuyên. Ồ, vậy à? Cho nên cũng thấy đúng là ăn quá là cái vất vả, cho nên không nuôi nổi cháu học. Thế này Quang đây này, cái mặt của con nó rất là sáng sủa, rất là đẹp. Nhưng mà con, bởi vì con nghèo khổ quá cho nên lam lũ cho nên là cũng nhăn nhuốc đi đúng không? Vừa đi chăn trâu đây này. Chăn trâu về cho bác về. Đi về này, không? Đấy, này, áo, nhiều đó. Này, này, này. Cũng lấy phép nhanh nhỏ. Vậy cha nuôi Quang nhá. Vậy cha với cho tiền con đi học, con cố gắng học nhá. Tôi phải chỉ bảo để mình là anh của em nữa nhá. Em nào đang còn nhỏ đi học thì bây giờ Quang. Không giỏi không? Không giỏi mấy ạ. Chị có à? Bây giờ bố mẹ bỏ đi rồi. Sao con khóc? Bóng đá không chuyển. Đá được bóng chuyển. Con thấy quỷ thân thì con ra. Bóng chuyển để đánh thằng đi. Quỷ thân. Đi lót đi che người ta đó. Chắc là nó đến học hả nhá. Nó không có đi học cho nên là không có mẹ ở nhà vừa lại khó con nó đi học. Thích học lắm không? Nó có ạ. Những nhà khó khăn thì con lại học được. Được vâng. Rất giỏi. Vậy cha sẽ cho con đi học nhé. Con xin cha đi học cũng cảm ơn rất cháu cảm ơn các chú các cô. Cha các sơ bên đạo đến thăm con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha. Cảm ơn cha các sơ các bác nhé. Rồi hôm nay thì thăm bác cháu nhé. Thăm vâng, thì đây ngoài cái quà đây có khẩu trang nữa, con đi chăn trâu thì con cũng phải đeo khẩu trang vô nhá, không có Covid nhá. Rồi đó thì cả hộp khẩu trang ở trong túi đó, thì từ nay đi là con ra ngoài đường là con phải đeo khẩu trang vô, không có Covid nó tấn công cho mình nhá. Rồi cũng chia buồn với gia đình của chị khi mà chồng của chị mới qua đời nhá. Rồi cũng thấu hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình của chị. Người ta bảo ốc không đèo được ốc lại còn phải đèo cả rêu nữa. Mình nuôi con của mình cũng thấy là vất vả, mà bây giờ lại phải cưu mang hai đứa cháu đây nữa thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là Caritas Thanh Hóa cũng đến để động viên tinh thần cho chị nhé. Thì ngoài quà ra thì chúng tôi cũng có 5 triệu đồng ở đây để giúp đỡ cho gia đình của chị cũng như là hai cháu. Nếu đường yêu thương hy vọng qua video này sẽ kết nối được nhiều tấm lòng hảo tâm, quý mạnh thường quân trọng tay giúp đỡ các hoàn cảnh trong video. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cha Phaolô Nguyễn Văn Cường và ban Caritas Giáo phận Thanh Hóa. Thông tin liên hệ được đề cập đầy đủ dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn cộng đoàn.